Tình hình kinh tế xã hội tháng 1 tiếp tục phục hồi tích cực, đạt những kết quả quan trọng, tăng trưởng được thúc đẩy. Đây là nhận định của các đại biểu tại phiên họp chính phủ tháng 1 diễn ra sáng mùng 1 tháng 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 64 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,3% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký đạt 2,36 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 40%. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung lo cho toàn dân, đặc biệt các đối tượng chính sách, người có công, người yếu thế, khó khăn, có một cái Tết an lành, an toàn, vui tươi, tiết kiệm, nghĩa tình. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối mùng 1 tháng 2 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023. Năm nay đã có hơn 2.200 tác phẩm báo chí gửi về tham dự giải Búa Liềm Vàng. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 71 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải khuyến khích. Qua 8 năm tổ chức, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng đã tiếp tục khẳng định uy tín trong xã hội, trở thành yếu tố thúc đẩy các cơ quan báo chí tham gia tích cực hơn vào công tác xây dựng Đảng. Những ngày giáp Tết, công tác chăm lo cho nhân dân đón Tết càng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngành, các địa phương đẩy mạnh thực hiện. Bên cạnh hoạt động thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các bệnh nhân đang chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tặng nhà tình nghĩa, thăm khám, chữa bệnh cho người nghèo, các chuyến xe mùa xuân với chủ đề Tết sum vầy, xuân trọn vẹn cũng chính thức khởi hành đưa hàng nghìn sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình. Các hoạt động đón Tết vui xuân như hội chợ xuân, hội hoa xuân cùng lần lượt được khai mạc tại các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc khí CO do đốt than củi trong phòng kín để sưởi ấm tại một số tỉnh miền Bắc trong tuần qua. Như ở Bắc Giang, 3 người cùng một gia đình đã tử vong. Tại Thanh Hóa có 2 trường hợp nhưng may mắn thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời. Còn một cặp vợ chồng thì chồng đã tử vong, vợ nguy kịch khi được hàng xóm phát hiện. Tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn, ngoài bệnh nhân 61 tuổi đang phải thở máy, còn có bệnh nhi 12 tuổi ngộ độc khí do người nhà đốt than củi trong phòng tắm để cháu tắm. Việc đốt than củi để sưởi ấm trong không gian kín rất nguy hiểm vì phản ứng đốt cháy khi thiếu oxy sẽ hình thành khí CO ngày càng nhiều. Khi hít phải sẽ làm mất oxy trong máu, dẫn đến bất tỉnh và tử vong rất nhanh. 40% số người bị ngạt khí CO để lại di chứng nặng nề. Vì vậy, tuyệt đối không đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín. Tháng 1 năm nay, Việt Nam thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, con số cao nhất kể từ khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại từ tháng 3 năm 2022, tương đương với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2019, thời điểm trước dịch. Trong số hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, gần 1,3 triệu lượt nhập cảnh bằng đường hàng không, gần 177.000 lượt đến bằng đường bộ, số còn lại là đường biển. Tháng 1 năm nay, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 418.000 lượt, tiếp theo là Trung Quốc. Đây là tín hiệu vui với ngành du lịch Việt Nam, tạo động lực để phấn đấu đạt mục tiêu 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, dự kiến phục hồi 95-100% so với năm 2019.